一切操纵有何无用，怎去翻转再度起用？能唤醒英雄心中埋藏着一股英勇又多好。行为能后世全做，运轮太跌泪，谁亦的武功最高。泥台胜负里，尚有另一些退路。尽力凝聚那世道，寻回失去的大道，让地上能用，无穷线意流过。 Tâm ơi, một quả nhiên nghe tin chính xác lắm. Thủ bức quân và lỗ công công thật sự không có ở đây. Thập thú đó thì vô dụng. Chúng ta vào đây đúng là dễ như trở bàn tay vậy. Huynh đừng đắc thắng quá được không? Huynh càng đắc thắng muội càng ân hận đó. Huynh đã nói với muội rồi. Bây giờ chúng ta chỉ mượn Kim Long chi tử để mà chữa mắt cho sư phụ mà thôi. Không cần ân hận đâu, chỉ mượn thôi. Được rồi, chia ra tìm đi. Thiên cô tọa liên. Tâm Tâm, có phát hiện gì không? Hình như mọi người có tiếng động. Có hay sao? Chạy đi. Nè nè nè, chúng ta chưa tìm được Kim Long chi tử mà. Không kịp nữa đâu, càng lúc càng tới gần rồi. Chắc chắn là thập thú đó. Huynh không nghe được gì hết. Đương nhiên rồi, nội công của huynh không tốt bằng muội, đương nhiên huynh không nghe được. Không kịp nữa đâu. Nè, cẩn thận đó. Miếng này là gì vậy? Con tìm được miếng đó đâu vậy? Con đã lén vào mật thất sao? Cho dù nghĩa phụ muốn trách tội, con cam tâm gánh chịu. Con chỉ muốn biết miếng da người có tiên cô tọa liên này có phải có liên quan tới kẻ thù giết cha mẹ của con không? Ta không nói dối, con đừng hỏi nữa. Trả lời con đi. Đừng hỏi nữa mà. Nghĩa phụ, có phải người biết ai giết cha mẹ con không? Ta không nói là muốn tốt cho con. Ta không muốn con có chuyện. Năm xưa nghĩa phụ kêu con ghi nhớ trong lòng mối thù giết cha mẹ con, muốn con phải phát huy phấn đấu lấy mạng kẻ thù. Miếng da người này 20 năm trước đã cắt trên người của Nhậm Ngã Phi. Nhậm Ngã Phi? Trước khi hành thích vua, hắn từng tàn sát 8-7 người thôn Yến Nam. Bởi vì bấy lâu họ luôn ủng hộ hoàng thượng nên đã chuốc tai họa diệt vong. Cha mẹ của con cũng nằm trong số đó. Trong thời gian ra tay, áo của hắn bị người ta kéo rách để lộ hình xăm tiên cô tọa liên trên bả vai. Sau đó hắn sợ tội lỗi của hắn bị người ta phát hiện làm ảnh hưởng uy tín minh chủ võ lâm của hắn, nên hắn đã nhờ sư phụ xăm hình cắt miếng da của hắn đi. Nếu như sư phụ vì hình xăm đó mà giữ lại miếng da này bấy lâu, tại sao không đi buộc tội hắn chứ? Ông ta chỉ là một sư phụ xăm hình, còn hắn là minh chủ võ lâm. Ông ta làm sao dám lấy trứng chọi đá? Từ khi con và Dân Long thả Nhậm Ngã Phi thật sự hoàng lăng ra, nghĩa phụ hết sức đề phòng, sai người âm thầm thu thập hồ sơ của hắn, cuối cùng cũng tìm được sư phụ xăm hình lấy lại miếng da người này. Nếu bấy lâu nghĩa phụ biết kẻ thù của con là ai, tại sao nghĩa phụ lại không nói cho con biết? Bây giờ hắn sở hữu võ công tuyệt thế, con là con cưng của ta, ta làm sao đành lòng bắt con mạo hiểm tính mạng để trả thù chứ? Nhưng mối thù giết cha không đội trời chung, cho dù phải hy sinh tính mạng, con cũng phải đi trả thù cho bằng được. Ta biết không thể ngăn cản con. Con còn nhớ nghĩa phụ tặng cho con quyển khoái ý phục thù đại pháp của liên minh trả thù không? Đối mặt với kẻ thù mưu mô xảo quyệt, không nên đối đầu, chỉ nên dùng trí. Vì bảo vệ con, bấy lâu ta có phái Điền Thanh Hoa âm thầm theo dõi. Ta biết con đã hứa với Nhậm Ngã Phi để lấy Kim Long chi tử. Con xin lỗi nghĩa phụ. Ta không phải muốn trách con, ta chỉ muốn nhắc nhở con. Nhậm Ngã Phi lấy Kim Long chi tử chính là cơ hội hiếm có để con trả thù. Tâm Tâm, đây là sư phụ kia mà. Muội tưởng đám đàn ông ở trong phòng tắm hay sao, nói vô thì vô ngay. Muội nôn nóng quá thôi. Huynh coi nè. Cha sư phụ, là Kim Long chi tử nè. Sư phụ, sau khi dùng Kim Long chi tử, người sẽ có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai. À, hôm qua sư phụ dùng Kim Long chi tử, hôm nay có lẽ đã sáng mắt lại rồi đó. Hôm nay đích thực rất quan trọng. Kim Long chi tử có lọc đó. Sư phụ, Dừng lòng. Nhậm Ngã Phi, ta phải giết ngươi để trả thù cho cha mẹ của ta. Muội điên rồi hay sao? Muội giết sư phụ. Tâm Tâm, Tâm Tâm, sao muội lại khóc vậy? Hôm nay muội cứ im lặng suốt, huynh cũng cảm thấy hơi lạ rồi. Có phải có chuyện gì không vui hay không?
Tuy là mắt ta không nhìn thấy thôi, nhưng mà ta cũng có thể nghe được hai con xù xì to nhỏ với nhau. Sư phụ, người không dùng kim long chi tử sao? Phải đó, sư phụ vẫn chưa sáng mắt sao? Ồ, hôm qua ta vừa bước vào phòng thì ngủ tới sáng hôm nay. Vừa thức dậy thì tranh thủ tới đây dạy khí công cho hai con, không có dùng. Chữa mắt quan trọng hơn, con dừng lại về nè, phòng. Trễ một hai canh giờ mới dùng cũng không sao. Luyện công trước đi, thức thứ 10 trong khí công khai tâm, tâm tâm tương ứng. Hai người nhất định phải cùng luyện. Tâm pháp để luyện chiêu này rất đơn giản. Cứ việc nghĩ tới những chuyện hạnh phúc nhất, tại tâm tập trung một chút, nghĩ tới chuyện làm con hạnh phúc. Khoảng cách bên ngoài, thời gian trong chớp mắt, luôn nghĩ về nhau. Tâm nghĩ những gì người yêu nghĩ, nhớ những gì người yêu nhớ, cảm nhận những gì người yêu cảm nhận. Hai tim mà như một, biết những gì người kia biết, không linh hợp nhất. Muốn nghe được muốn nghĩ gì rồi? Lúc đó muốn hạnh phúc nhất sao? Khí công khai tâm luyện tới cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả thần giao cách cảm. Quên đó nha, lúc nào cũng mở miệng nói muội là nữ ma đầu, còn nói mãi mãi không thể nào là người chung đường. Thì ra chỉ là cái miệng thôi. Nếu không có nhiều trải nghiệm, làm sao có chuyện hiện tại Quynh yêu muội như vậy chứ? Nói lại lần nữa đi. Quynh yêu muội lắm. Sao không theo mẹ cô tới đồng xưởng ăn sung mặc sướng đi? Tôi bất hiếu nên tới ăn nhờ thôi. Tôi muốn tới đây canh giữ dư lông ca của tôi. Tuyết cô năn nỉ hết lời mới tìm được công việc ở đông xưởng, lại còn là vụ đẩy lùi phong quá nữa, tức là truy bắt những đôi cậu nam nữ có hành vi thiếu đứng đắn nơi công cộng đó. Rảnh rỗi thì khuyên mẹ cổ đi, rõ ràng đông xưởng giả lả với cổ rồi, lý nào thù bắt quần trọng dụng cổ chứ. Mẹ muốn tự đầy đọa mình, tôi cũng đành chịu thôi. Hai người vậy tức là sao? Hai tim yêu nhau thôi. Trước đó còn như lửa với nước, sao bây giờ giống như rồi buông mặt vậy? Tình yêu của tuổi trẻ biến quá khó lường lắm. Có tình uống nước cũng thấy no, nếu phải thì đỡ tốn cơm gạo. Không được, không thể bỏ đói chân tâm của tôi được. Nè, mọi người xuống chúng ta ăn cơm đi. Được. Cay quá đi. Đắng quá. Rõ ràng tại tâm ăn khổ qua mà, sao dân lòng thằng đắng vậy? Đó là phản ứng bình thường của khí công khai tâm. Không lẽ vậy cô cũng không cho sao? Uống nước trước đi. Phượng tỷ à, bây giờ muội và dân lông thật sự có chung tình cảm. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được chung nước của tâm tâm thanh ngọt cỡ nào. Ê, trán huynh đổ đầy mồ hôi, hèn chi muội nực như vậy nè. Huynh nực cũng là vì muội thôi. Đủ rồi, dân lông ca, huynh thật sự yêu nữ ma đầu này sao? Băng băng à, rõ ràng là huynh yêu cổ rồi, muội còn hỏi nữa. Muội không tin, muội không tin. Ê, băng băng à, thật ra tôi và dân long từ khi quen nhau tới yêu nhau, mấu chốt chỉ có một, đó là duyên phận và duyên phận. Những chuyện này không thể miễn cưỡng được. Tôi không muốn nghe. Con à, con đợi bao lâu nữa, mẹ phải tranh thủ tới đông xưởng bắt cẩu nam nữ. Mẹ giải quyết nữa mà đầu này giùm con lấy được Ngọc Dân Long, toàn bộ quán trọ Bình An đều thuộc về mẹ nghe. Quán trọ Bình An cũ nát đó, lấy cũng không có ích gì. Tóm lại con không biết, nữ bà đầu này chiếm đoạt tình yêu của con, mẹ là mẹ của con, nhất định phải trả thù giùm con. Đình đá quá đi. Nè, nói trước nha, mẹ chỉ hù dọa cổ thôi đó. Được rồi, được rồi. Nè, tới rồi. Băng băng, cô hẹn tôi tới đây để mai phục tôi sao? Ai kêu cô giành người yêu với tôi? Trước giờ không có cô nào dám giành người yêu với ngải băng băng này, lại còn giành thắng nữa. Hôm nay tôi phải hủy dung nhan của cô, để coi dần lòng có yêu sắc tình mặt xẻo như cô hay không. Bỏ đi băng băng, nếu không tại hiện giờ tôi nhân từ hơn, chỉ cần vài ba chiêu tôi đã giải quyết mẹ con cô rồi. Không lẽ cô nghĩ cô thật sự đánh thắng tôi được sao? Kiêu ngạo vậy sao? Mẹ à, mau dùng phi phụng thủ của mẹ xây nát cái đầu của cổ đi. Nè, sao mẹ đứng như trời trồng vậy? Mau ra tay đi, nếu không con không nhận mẹ là mẹ nữa. Hay là mẹ nhận con làm mẹ nha. Hả? Lại mất hiệu nghiệm. Vừa thôi nha, mẹ còn mất hiệu nghiệm bao nhiêu lần nữa. Rõ ràng mẹ của cô không dám động tới tôi rồi. Con cảnh cáo mẹ nha, nếu mẹ còn mất hiệu nghiệm, con sẽ tự sát. Xin lỗi nha. Thiên hộ âm dương ma. Yeah.
hai người đàn bà độc ác này ngang nhiên làm hại Tâm Tâm. Nếu như không đi, tôi sẽ phanh thây xẻ thịt hai người ra đó. Tiểu Quả Long, huynh không thể bạo lực như vậy. Huynh biết. Dơ Long, huynh thật sự tuyệt tình vậy sao? Không hối hận hả? Không hề. Lập tức đi ngay. Con à, lần này con chịu bỏ ý định chưa? Dơ Long mà. Đi đi. Tâm Tâm à, muội không sao đó chứ? Muội không sao. Muội cảm nhận được huynh sẽ tới cứu muội mà. Huynh hứa với muội, từ nay huynh sẽ bảo vệ muội, không để ai làm hại muội nữa đâu. Nửa đêm đến thăm, nhớ huynh lắm sao? Tối nay không xuyên cửa sổ à? Tôi thích vô như thế nào thì tùy ý tôi. Một người phụ nữ chỉ khi biết được người đàn ông dung túng cổ mới ngang ngược và đánh đá như vậy. Hôm nay tôi tới là muốn bàn chuyện nghiêm túc với ông. Tôi muốn lấy quá công hoàng. Bởi vì tiểu đệ của muội theo Nhậm Ngã Phi luyện công, muội muốn kịp thời ngăn cản. Lần trước Vân Long rơi xuống vực, tôi cùng Tại Tâm và dì Chay vì muốn chữa trị cho nó, cho nên đã truyền chút nội công cho nó. Nhưng hôm nay tôi thấy thân thủ của nó hoàn toàn không chỉ có vậy. Nguyên nhân đơn giản thôi. Cái Nhậm Ngã Phi dạy không phải là khí công khai tâm, là phổ thiện chân kinh. Tại sao ông ta làm vậy? Bởi vì ông ta chưa tìm được cách chữa lành đôi mắt, đồng thời thực sự chưa luyện được thần công, cho nên mượn dao giết người, lợi dụng Tại Tâm và Vân Long đối phó huynh. Quá công hoàng không thể nấu, không thể tán nhuyễn, không thể trộn vào rượu và nước để uống. Muội dùng cách của muội dụ Vân Long uống đi, còn Tại Tâm huynh tự mình tìm cách. Ông muốn đại chiến với Nhậm Ngã Phi? Vụ trúng độc Giang Tử Thiên Xà lần trước, ông ta đã liên lụy người vô tội. Bây giờ mũi giáo đã chĩa vào tỷ đệ muội và Tại Tâm, vì muốn bảo vệ người yêu, máu chảy là điều khó tránh. Vân Long, chuyện gì vậy Phụng Đệ? Coi tỷ tỷ mua gì cho đệ nè. Tỷ nghĩ đệ còn là đứa trẻ lúc trước không chịu học với nhà tỷ dụ ngọt hay sao hả? Không ăn chứ gì, đỡ tốn. Tỷ đưa cho tôi hả? Tỷ mua đương nhiên phải cắn vài miếng rồi. Cái gì vậy? Mấy thứ này đệ đã thấy ở thánh địa Võ Lâm rồi. Tỷ điên hay sao? Tỷ cho đệ uống quá công hoàng hả? Đệ còn nói nữa, đệ đã lén lút theo Nhậm Ngã Phi học võ công, đi ngược di quấn trước khi cha mẹ lâm chung không cho đệ học võ công. Bây giờ tỷ thay cha mẹ trừng trị đệ. Học võ cái gì chứ sư phụ? Nhậm đại hiệp dạy đệ khí công khai tâm để chữa trị cho đệ mà thôi. Đệ có biết hiện giờ ông ta đang dạy đệ cái gì không? Là phổ thiện chân kinh. Thật vậy sao? Tức là bây giờ đệ mạnh lắm hả? Đánh giỏi lắm sao? Phải, còn chết nhanh lắm nữa. Đệ nói đi, tại sao Nhậm Ngã Phi không chịu dạy ai hết, nhất định dạy đệ và thù Tại Tâm chứ? Có gì khó hiểu đâu, đệ thông minh bẩm sinh thôi, cốt cách của đệ đặc biệt thôi. Đệ là nhân tài để luyện võ mà. Tỷ không ngại nói cho đệ biết, tỷ nhận được tin Đông Bảo Bảo do Nhậm Ngã Phi giết. Hả? Còn nữa, vụ trúng độc Dạng Tử Thiên Xà và gân tay của Khổng Tạc bị cắt đứt cũng do ông ta gây ra. Hả? Vậy thì ông ta là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Chứng cứ đâu hả? Đệ nghĩ tỷ bịa chuyện sao? Tỷ gạt đệ để làm gì chứ? Tự nhiên có quá công hoàng, chắc chắn là Thủ Bất Quần đưa cho tỷ rồi. Nói sư phụ là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn là Thủ Bất Quần nghe được ở đâu đó. Bao nhiêu năm qua tên Thủ Bất Quần này đều vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn mà. Sư phụ là cái gai trong mắt của ông ta vậy mà tỷ cũng tin nữa. Những gì ông ta nói không phải là vô lý. Nè, để nói đi, có phải Nhậm Ngã Phi đã uống quá công hoàng không? Tại sao uống quá công hoàng mà vẫn còn võ công? Coi như dược lực của quá công hoàng đã hết, tại sao ông ta cố tình che giấu công lực, cứ luôn miệng nói không màng chuyện giang hồ nữa? Tại sao ông ta còn nhận đệ làm đệ tử, còn dạy võ công cho đệ? Tại sao còn tăng thêm nội lực của đệ? Tỷ hỏi nhiều câu như vậy, có phải tỷ tiền mẫn kinh không? Đệ chỉ biết tỷ vô duyên vô cớ đứng chung chiến tuyến với lại ma đầu của Đông Sưởng. Ngoài miệng nói không, nhưng cơ thể lại rất thành thật đó. Tỷ đó, suốt ngày tới đó tìm người ta, nghe lời người ta nói, tỷ thật sự là muốn hồi xuân rồi đó. Thằng quỷ này, lúc nào đệ cũng nói tỷ muốn hồi xuân. Bây giờ tỷ dùng tư cách chủ một gia đình ra lệnh cho đệ, từ nay không được theo Nhậm Ngã Phi học võ công nữa. Đệ dùng tư cách truyền nhân phái Côn Nhân trả lời tỷ. Đệ không muốn làm kẻ nhút nhát, đệ muốn học võ, đệ muốn quan tông diệu tổ, đệ muốn tạo phước cho bá tánh. Muốn làm con rùa rút đầu, tỷ tự mình làm đi, đừng có rủ đệ theo. Được, đệ chết là chuyện của đệ, đệ có chuyện gì tỷ không cứu giúp đệ đâu. Lấy quá công hoàng của tỷ mang đi đi. Tỷ, ta nghe từ sáng giờ hai con cũng không thể xuất chiêu. Trước đó hai con luyện được tâm tâm tương ứng đã như cá gặp nước rồi. Nếu tâm không tạp niệm, chắc chắn có thể sử dụng khí công khai tâm.
chắc chắn là trong lòng buồn bực. Có tâm sự gì nói cho sư phụ biết đi. Nè, ở trước mặt của ta, hai con cũng không chịu thành thật nói ra, sư phụ giận đó. Sư phụ, thôi được rồi, con hỏi sư phụ, sao tới giờ sư phụ vẫn không chịu dùng Kim Long Chi Tử? Sư phụ không muốn khỏi sao? Thì ra chuyện này phải không? Nè, cổ ngữ có câu Kim Long Chi Tử phải chưng 7-7-49 ngày. Ta kêu gì chay làm rồi. Sư phụ à, hả? Sao sư phụ dạy tụi con Phổ Thiện Chân Kinh vậy? Cái gì? Tụi con đang học Phổ Thiện Chân Kinh. Phải, nhưng mà ta không có muốn cho ai biết hết, cho nên mới gạt tụi con thôi. Nói là khí công khai tâm. Sao? Có người nói sao? Hay là con nghi ngờ sư phụ muốn hại con? Không phải, từ trước tới giờ chúng ta luôn chân thành với nhau, sư phụ nói gì con cũng tin theo. Có điều con nhất thời suy nghĩ không thông mà thôi. Hai con có còn nhớ không? Trước khi tụi con luyện Phổ Thiện Chân Kinh, buồn bực vô cùng. Một người thì căm phẫn thế gian bất công, một người thì chấp nhất bị người đời chỉ trích. Nhưng mà sau khi luyện công, thật sự như là thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời vậy. Sư phụ dạy tụi con chỉ là muốn tụi con vui sao? Thật ra ta đã gần đất xa trời rồi, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hơn nữa chỉ cần làm người đàng hoàng, không gạt ai là được rồi. Chân lý của Phổ Thiện Chân Kinh là nhân giả vô địch. Sư phụ, người thật sự cao cả lắm đó. Thi ân bất vọng báo, cảm ơn người đã dạy con thế nào là nhân giả. Sư phụ có ân trọng như núi với tụi con, tụi con không có gì đáp đền. Hay là vậy đi, chúng ta kết nghĩa đi, để con báo hiếu cho người đàng hoàng. Hay lắm. Chúng ta cùng nhau đi bắt cá đồng, đi đá xúc cung, đi đá dế đi. Không ngờ Nhậm Ngã Phi nói Kim Long Chi Tử phải đem chân 7-7-49 ngày. Không ngờ lão hồ ly này đã phát hiện cái trên tay của hắn là hàng giả rồi. Thật ra cứ ngồi đây suy đoán suốt ngày như vậy người không mệt sao? Cho dù trước đây Nhậm Ngã Phi là điên cuồng, bây giờ ông ta chỉ là một ông lão hiền lành thôi. Con coi kẻ thù như người tốt, làm sao nói với cha mẹ của con đi chính suối đi. Chẳng qua con không đành giết hại một ông lão không có chút sát thương gì. Từ khi luyện Phổ Thiện Chân Kinh đến nay, con người của con giống như biến thành một người khác vậy. Con không muốn thấy cảnh chém giết nữa, đối xử bạo lực, chỉ lo chuyện trả thù. Nhưng trái lại nghĩa phụ lại bắt con tiếp tục làm thù tại tâm của ngày xưa. Ý con muốn nói, người có lỗi là nghĩa phụ à? Con chẳng thà đứng về phía Nhậm Ngã Phi, không muốn làm nghĩa nữ của Thù Bất Quần này, không muốn làm thiên hộ đại nhân phải không? Rơi xuống hố không thể chết được, loạn tiễn cũng bắn chết người, thuốc nổ không giết được ngươi, nguyên tạng đã lớn rơi xuống cũng đè chết ngươi. Đủ gì ta, ngươi có bao nhiêu sinh mạng chứ Nhậm Ngã Phi? Thì lúc này dân tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để coi Phổ Thiện Chân Kinh của Nhậm Ngã Phi có chống nổi thiên la địa võng của ta không. Hôm nay hẹn nghĩa phụ đi dạo, mang theo bánh bao nhân thịt mà người thích nhất, túy kê nè, ngũ gia bì nữa, để cho người nhìn thấy á, chắc chắn nó sẽ chảy nước dãi cho mà xem. Tâm Tâm, khờ quá, sao muội buồn vậy chứ? Muội không có. Muội không cần gạt huynh nữa, chúng ta cùng luyện Phổ Thiện Chân Kinh mà, muội vui hay không huynh biết mà. Yêu một người, có phải chuyện gì cũng lo cho người đó không? Đương nhiên rồi, chúng ta trải qua nhiều chuyện mới có thể đến được với nhau. Thế gian hiểm ác, chân tình khó tìm, cho nên huynh phải trân trọng muội đàng hoàng. Chuyện gì huynh cũng thổ lộ với muội hết, muội có chuyện gì cũng phải thổ lộ với huynh, được không? Chúng ta thật sự có thể mãi mãi bền lâu bên nhau trọn đời sao? Thiệt khờ quá đi mà, chẳng phải chúng ta đều có một ước mơ sao? Muội hy vọng sinh con đẻ cái với tướng công của muội, tổ chức một gia đình hạnh phúc. Còn huynh á, thì hy vọng thành hiệp trượng nghĩa, làm chút gì tốt cho võ lâm. Chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ của đối phương. Huynh nghiêm túc lắm đó, muội có đồng ý rời khỏi Đông Xưởng vì huynh cùng nhau thực hiện ước mơ hay không? Muội xin lỗi. Muội không muốn rời khỏi Đông Xưởng hả? Không phải, tại huynh tốt quá. Tốt quá cũng không được sao? Nếu sư phụ xảy ra chuyện gì, huynh nhất định không tha thứ cho muội. Thật ra là chuyện gì vậy? Dân Long, Tâm Tâm, hai con ở đâu vậy? Hẹn ta tới đây lại không xuất hiện. Yên tâm đi, nghĩa phụ cũng tin đến cuối muội mới tới cứu người. Bây giờ người đang ngủ ngon lắm. Huynh không trách muội xém chút hại chết sư phụ chứ? Muội dừng lại đúng lúc cứu sống nghĩa phụ mà.
chứng tỏ muội đã là người tốt rồi, không còn là nữ ma đầu của ngày xưa. Phổ Thiện chân kinh thật sự làm muội thay đổi rất nhiều, nhưng chân tình của huynh ngày càng lay động được muội hơn. Bây giờ muội mới biết, thì ra trả thù không phải là quan trọng nhất. Muội không phụ chân tình của huynh dành cho muội đâu. Tóm lại từ nay có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải quyết, được không? Bây giờ muội và nghĩa phụ ra nông nỗi này không thể quay lại được. Muội cũng không biết từ nay thế nào nữa. Cho dù nghĩa phụ của muội thật sự không cần muội nữa, muội cũng không phải là cô đơn lẻ loi. Tóm lại từ nay trời long đất lở cũng có huynh ở bên cạnh muội. Ai vậy? Tôi đây. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đây. Trời ơi, chết đi được, nửa đêm nữa không muốn phá nhà sao? Tới liền. Mở cửa. Không được cản chúng tôi tìm người. Tiểu Long Cô, Tiểu Long Cô, mau ra đây. Tao quá đâu. Ra đây. Im lặng. Bây giờ là giờ gì chứ? Các người nghĩ đây là chợ sao? Muốn chúng tôi không ổn thì cô giao đồ cẩu năm nữ đó ra đi. Đúng vậy. Ở đây không có người các người cần tìm. Muốn chối bỏ lương tâm làm tay sai của Đông Xưởng, làm ơn đi chỗ khác, đừng tới đây cản trở tôi buôn bán. Có người tận mắt nhìn thấy bọn họ, trút vào đi. Đừng phí hơi sức với họ nữa, chúng ta cùng xông lên trển tìm từng phòng một. Không được bước tới đó. Có tin chúng tôi tung chưởng đánh chết các người không? Sông cạn đá mòn, tình phụng mãi yêu si hoàng. Nguyện cùng phu tế bái lại nâng chung giao bầu. Trong lòng mong mỏi được chôn cùng mộ, nguyện được ở bên nhau. Lại xây tân phòng với cửu tuyền, tìm lại cửa Bình Dương với địa phủ âm ti. Sư huynh, trả lời đại đi sư huynh. Sư huynh, sư huynh là dạy như vậy chứ? Đúng ra họ tương thân tương ái, nếu không tại lời đồn đáng sợ, thế gian ép buộc, lý nào lại bước vào con đường cùng này chứ? Họ vì muốn thoát khỏi gông xiềng thế tục nên mới cùng xuống cửu tuyền, bên nhau mãi mãi. Cô nhìn thấy không, hồn của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài thành bướm kìa. Chà, đẹp quá. Không lẽ ghê vậy sao? Ông ta nhìn thấy những thứ chúng ta không thể thấy. Đâu có nên vậy chứ. Theo tôi thấy, phải nói là Tiểu Long Châu không biết dạy dỗ, dạy hư đệ tử hại chết bọn họ, nên thủ phạm thực sự chính là bà đó. Lúc nãy ông đòi đi nghiêm trị Tạ Quá, hắn muốn trả thù cũng tìm ông trước. Các người vừa thôi nha, bản thân có thật thì tới đây nghi ngờ lung tung. Đồn ra ngoài chỗ của tôi biến thành hắc điếm rồi, tôi làm sao buôn bán được nữa. Đủ rồi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Người đã ra đi rồi, mọi người nói chuyện đừng có bạc bẽ quá có được không? Nghĩ cô có cần làm gì, giúp cho họ yên nghỉ còn tốt hơn đó. Tôi biết rồi, chúng ta có thể chung chung hai người này để họ sớm về cực lạc. Vậy thì không cần sợ hai người này hồn không siêu thoát bám theo chúng ta nữa. Sao cũng được, tôi không tin quỷ thần. Nửa đêm nửa hôm, tôi mấy chục tuổi mệt quá, mọi người có ai đủ sức thì đem cho ông họ đi. Hai vậy. Vậy là Quỳnh phải cứu tôi và Tiểu Long Cô. Nhìn bản mặt của hai người, chắc chắn là phạm phải tội lỗi tày trời, cho nên bây giờ cải trang xuống núi chứ gì. Cô đừng có khóc nữa, có gì thì cứ nói đi. Chúng tôi... Quỳnh cần gì khó xử vậy chứ? Chúng ta thật lòng yêu nhau, chân tình vô tội. Chẳng phải hai người là quan gia sao? Nè, phái Thuần Chân và phái Ngọc Nữ quy định không được yêu nhau kia mà. Những quy định thế tục đó có thể ràng buộc kẻ buông thả với tôi sao chứ? Những gông xiềng đó chỉ càng cho tình yêu dâng trào hơn, làm cho nhiệt tình càng nóng bỏng hơn. Cuối cùng chuyện không thể dừng lại được, giúp chúng tôi cùng đến Du Sơn. Cùng đến Du Sơn. Nhiều khi yêu một người yêu sâu sắc quá, con người sẽ sai. Rượu không sai người, người tự sai. Trong rừng núi Quan Du, lửa bén gần rơm, làm cho chúng tôi lâm trời lỡ đất, dung hòa làm một. Đủ rồi đó, mạo muội gặp nhau còn bày những trò đại chiến ngoài trời, hai người có khác gì cầm thú kia chứ? Cổ hủ siêu gì chứ vậy, đừng nhờ tôi giúp đỡ được không? Này, đừng nói cho tôi biết hai người đại chiến ngoài trời bị Tuyết Cô chuyên bắt cẩu nam nữ biết được nha. Chẳng những vậy, cô còn bảo với sư phụ của hai chúng tôi biết, rồi chém rồi giết rồi bắt chúng tôi ngâm lòng heo. Chúng tôi đã làm gì đừng cùng rồi. Nơi này là vùng đất đau thương của nghĩa phụ tôi, cho nên nếu như không có gì người cũng không nhất định tới đây. Còn Tâm Tâm cũng đã dò hỏi Lỗ Công Công rồi, gần đây nghĩa phụ của cổ bị bệnh cũng không rảnh để mà tới đây, cho nên hai người tới đây chính là an toàn nhất. Hai người làm ơn ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi được không? Vậy chúng tôi phải ở đây bao lâu nữa chứ? Đợi khi tình hình bớt căng thẳng thì Dân Long và tôi sẽ giúp hai người khôi phục thân phận. Bận cả ngày nay mình cũng đã mệt rồi,
Thì đó, mấy ngày qua có vẻ xảy ra nhiều chuyện lắm. Hay là gì? Huynh cổng mùi gì? Không cần đâu, huynh cũng mệt mà. Huynh đã nói sẽ cổng mùi suốt đời mà, lý nào lại mệt nhanh vậy? Lên đây. Nếu mùi cảm thấy buồn ngủ thì gục trên vai của huynh đi. Mình nhất định phải loại bỏ thù tại tâm. Nhất định là gì? Tưởng lâu rồi không dám đơn thân độc mã tới gặp ta chứ. Cháu phạm giỏi nhất là giả làm kẻ yếu đuối để được thương hại, để người ta ra tay cứu giúp sao? Nửa đêm nửa hôm sẽ lại hẹn ta tới đây. Ra đây tiếp chiêu đi con rùa rút đâu. Dũng mãnh cái gì chứ? Dũng mãnh như vậy thì đâu cần phải kêu nghĩa nữ yêu quý của người đem Kim Long Chi Tử giả tới hạ độc ta. Hôm nay còn bày Thiên La Địa Võng trong rừng để bẫy ta nữa. Ông nói gì chứ? Ta nói ngươi cũng biết vậy con. Vậy tới đó lòng đầy nộ khí, hôm nay ta giúp ngươi dạy dỗ nó ngoan như cừu non vậy. Bất chấp tất cả, cứu kẻ già cả yếu đuối, ngươi phải đa tạ ta, biết ơn ta. Ông không có tư cách dạy dỗ ta. Ông không cần giả mù sa mưa. Ta biết phổ thiện chân kinh của ông chưa hoàn toàn thành công, với bề dày công lực bao năm nay của ta, tuyệt đối có khả năng so tài với ông. Khờ quá, có đánh cũng chỉ đôi bên cùng bại. Ta không có hứng thú lấy mạng hèn của ngươi. Dòng bài nhiều trò như vậy làm gì? Dựa theo khoái ý phục thù đại pháp mà ngươi dạy con ngươi, tôn chỉ đối phó kẻ thù, làm cho người đó đau khổ hơn cả chết. Ta bị giam suốt 20 năm, đã trở nên lạnh nhạt vô tình. Ngươi là một người tốt, lấy tình bạn đối xử kẻ vô tình, định sẵn ngươi có kết cục thảm bại. Đề đốc đại nhân không phải bị cảm nhiễm phong hàn, đang ra bị cô làm tức đến ói máu, bệnh tình nặng nề không thể thọ lâu. Bà, nửa đêm nửa hôm vào rừng một mình nguy hiểm lắm. Tôi làm mất tấm kính, định tìm lại nó thôi. Ê, có phải tấm này không? Cái này là kính ma, cô coi đi, tấm kính soi cô có đẹp không? Bà tự soi đi, con đang bận lắm. Tiểu cô nương à, cô tốt bụng như vậy, bụng dạ cũng tốt. Bà muốn trả ơn cô, mời cô ăn trái táo ha. Không cần khách sáo đâu. Cô nương à, trái táo này vừa lớn vừa ngọt, vừa tròn vừa mọng nước, chỉ có hoàng thân uống thích mới được ăn thôi. Bà, con thật sự bận lắm, muốn ăn bà tự ăn một mình đi. Nè. Nghĩa phụ. Sao lại như vậy? Trước giờ nghĩa phụ khỏe mạnh lắm mà. Lúc nghĩa phụ luyện công, nghĩ tới con gái cưng mà mình nuôi mười mấy năm, không ngờ lại vì kẻ thù giết cha phản bội lại mình, nhất thời cảm thấy đau lòng, khi cấp công tâm, nội khí nghịch chuyển nên tổn thương nội tạng. Ôi trời ơi, đại nhân, ông lại nôn máu sao? Ôi trời ơi, chết rồi. Lỗ công công, ông chuyên chữa những bệnh quái lạ, có cách nào cứu được nghĩa phụ không? Đại nhân, U Quốc thành bệnh, tổn thương thành độc, nếu không thể giải được U Quốc, cho dù có linh đơn diệu dược, e rằng thần tiên cũng khó cứu. Nghĩa phụ, nữ nhi bất hiếu, chẳng những con không báo hiếu người đàng hoàng, bây giờ còn làm cho người như vậy nữa. Con cũng không thể tự chủ mà. Con thật sự đau khổ lắm. Cho dù biết Nhậm Ngã Phi là kẻ thù giết cha của con cũng không đành lòng ra tay. Con có lỗi với cha mẹ, càng có lỗi với nghĩa phụ. Nếu con ở bên cạnh Nhậm Ngã Phi đau khổ như vậy, rời khỏi quán trọ bình an, dọn về đây ở với ta, đừng quan tâm đám loạn đảng đó nữa, vậy thì nghĩa phụ không cần lo lắng, ta và con cũng dễ chịu hơn. Nhưng nghĩa phụ không trách con trước đó nghịch ý người cứu Nhậm Ngã Phi sao? Chỉ cần từ nay con không giúp hắn đối đầu với Đông Xưởng, nghĩa phụ bỏ qua mọi chuyện. Còn Dân Long, thật ra Dân Long chỉ muốn tốt cho bá tánh thôi, huynh ấy không có ý phản đối Đông Xưởng đâu. Bấy lâu nghĩa phụ luôn muốn tìm Lan Quân như ý cho con, lý nào lại phản đối hai con quen nhau? Chỉ có nghĩa phụ là thương con nhất, chuyện gì cũng lo lắng cho con. Chỉ có tại tâm ngoan ha,
nghe lời nghĩa phụ. Huynh đừng như vậy mà. Nè, bây giờ nghĩa phụ đã cho chúng ta quen nhau rồi hả? Nè, vừa thôi nha, muội không biết vụ ngọt đàn ông đâu. Muội đi lo cho ông ta thôi, cũng đâu cần nửa đêm nửa hôm đi gấp tới như vậy. Muội định kín đáo một chút, không kinh động đến người khác, nhất là sư phụ của huynh. Muội đi rồi, chúng ta sẽ không thể cùng ăn ba bữa sáng trưa chiều hàng ngày như hình với bóng, có đôi có cặp được. Cho nên muội sẽ để lại Tế Tâm ở bên cạnh huynh. Huynh nhìn thấy nó coi như nhìn thấy muội, một ngày ba bữa trông cậy vào nó. Con này không có đâu, còn muội có đâu, làm sao mà giống nhau được chứ. Ê, thôi đi. Nè, chúng ta hẹn trước đi, hàng ngày cùng một canh giờ, cùng luyện Phổ Thiện Chân Kinh. Vậy thì tới lúc đó sẽ có thể thần giao cách cảm, tâm tâm tương ứng, giải tỏa nỗi khổ tương tư của huynh. Thôi được, thôi được, thôi được. Nhưng mà muội tin thời gian này cũng không lâu lắm đâu, sắp tới nghĩa phụ sẽ cho chúng ta thành thân đó. Muội đừng có ngây thơ quá đi. Nghĩa phụ của muội á, ghét nghĩa phụ của huynh ghét đến muốn chết vậy. Ngày nào chưa hóa giải được ân thù của họ, đừng nói là làm thông gia, ngay cả ở chung một phòng cũng khó hơn lên trời nữa. Muội biết, thật ra nghĩa phụ của huynh không có gì, tại nghĩa phụ của muội không thể trút bỏ được thôi. Nè, nếu như nói nghĩa phụ của huynh chịu chủ động hạ mình với nghĩa phụ của muội nối lại quan hệ thì sao? Ông chịu sao? Kim Long Chi Tử linh thiêng, xin hãy hấp thu tinh hoa của trời đất. Mở mắt, mở mắt. Ê, ở đây có mấy ngón tay? Không có ngón nào hết. Trúng rồi, người nhìn thấy lại rồi. Y ta nói ta không nhìn thấy ngón nào hết. Không lý nào. Rõ ràng Kim Long Chi Tử này có thể chữa được bách bệnh mà. Thật thì được thôi. Lần trước tại tâm lấy cây giả tới hạ độc ta. Cây này coi bộ chẳng qua là chỉ là hàng giả có độ mô phỏng cực cao thôi. Không phải đâu nghĩa phụ, cây này là thật đó. Đích thân Thù Bất Quần đưa cho Tâm Tâm mà. Thù Bất Quần thật sự muốn chữa là đôi mắt của ta sao? Dạ phải. Ông ta nói đôi bên đã từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng đã nghĩ thoáng hết. Ông ta muốn làm lành với người đó. Con không có nói dối chứ? Con có thể thể độc trước mặt trời đất, tuyệt đối không một chút giả dối. Nếu ta thật sự có thể sáng mắt trở lại, cho dù bắt ta quỳ xuống đất nói tiếng xin lỗi đệ tử của ta, ta cũng chịu. Đáng tiếc Kim Long Chi Tử này có cách dùng thật sự bí ẩn. Đâu có đâu, lúc nãy người mới dạy con dùng cách này mà. Ta chỉ làm đại mà thôi, đây đã là cách dễ dàng nhất rồi. Tương truyền Kim Long Chi Tử chữa được bá bệnh viên niên ít thọ, nhưng mà nếu dùng sai cách sẽ đe dọa tính mạng. Nghiêm trọng dữ vậy? Nếu nó không thể chữa đôi mắt của người, nó chỉ là một cây củi khô màu vàng mà thôi. Trời ơi, lỡ như sơ ý làm người mất mạng, con và Tâm Tâm coi như là mở mắt quán rồi. Vậy thì không cần nản lòng ha, ta vẫn còn sống mà, vẫn còn cơ hội từ từ thử ha. Nghĩa phụ, thử đi. Nhậm đại hiệp à, đó là bài thuốc gì vậy? Hình như hơi yếu thì phải. Dì trai à, dì đừng có chọc tức nghĩa phụ nữa. Con bỏ công bào chế ra đó, chiên xào nấu, chưng hấp hầm. Trước giờ ông ta cán chọn lắm mà, tự nhiên sao lại tự chuốc cái khổ chứ. Tôi đã có tuổi muốn dưỡng sinh thôi, nay mai tôi còn trẻ ra nữa là. Sao hả nghĩa phụ, có nhìn thấy con không? Không sao, chúng ta thử tiếp đi. Sao hả nghĩa phụ? Sao hả nghĩa phụ? Sao hả nghĩa phụ? Sao hả nghĩa phụ? Đôi mắt của tôi muốn không thường. Ông không nói, không có ai nói ông câm đâu. Khổng tạp huynh là tội tình gì chứ? Nè nghĩa phụ, quay đi đã mà. Hai người này càng lúc càng kỳ lạ, không biết lại nghĩ ra cách gì để chữa mắt. Cô coi ổng nổi giận đến nổi ra mặt rồi, coi bộ ông lão hiền từ này không thể đóng giả được lâu đâu. Nè Khổng tạp huynh à, huynh không sao chứ? Để làm tôi sợ nghe. Mặt của người này không giống như trúng độc. Nè, nè, tỉnh lại đi. Cảm ơn bên chủ đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn bên chủ đã giúp tôi. Có phải huynh nhớ lại chuyện gì không? Huynh nói rõ hơn đi. Có phân biệt thật giả, con người sợ kiểm tra. Hai người đưa ông ta về phòng đi. Dạ. Đi 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 đi, đồ phá phách đi đi. Đi. Trời ơi, thật ra Nhậm Ngã Phi đã giúp Khổng Tạp chuyện gì chứ? Từ từ đi. Băng băng, mau ra đây gặp mẹ đi. Cô không có ở đây, làm gì vậy? Cô không cần nói dối giùm nó. Nó biết tôi làm việc ở Đông Xưởng, cho nên không nhận người mẹ này chứ gì.
Chẳng phải Băng Băng biết Vân Long và Tại Tâm quen nhau, đau khổ quá quay về tìm Tàu Hủ sao? Nó háo thắng như vậy, nhất định nó ở lại đấu với Thiên Hồ. Thiên Hồ ở phủ Đề Đốc mà. Vậy thì nó càng ở lại đây nằm giặc không đi. Băng Băng biến mất rồi. Đúng là tức muốn chết được. Không lý nào không có chút hiệu quả gì hết. Sao hả? Ngồi đi. Làm ơn hãy chỉ nước mắt. Có ngay. Có liền. Khách quan à, nước mắt của chúng tôi thành mát giải độc. Đây là gì vậy? Nước tiểu của ngựa hay sao? Trời ơi, thảo dược của các người nổ mốc hết rồi. Muốn người ta uống chết hay sao? Chúng tôi không cố tình làm vậy đâu. Chúng tôi chỉ bị buộc làm như vậy thôi. Thảo dược cả kinh thành này đều bị tên khốn đó lũng đoạn hết rồi. Cho dù là thảo dược bình thường, thí dụ như hoa cúc, hắn cũng báo giá trên trời. Đúng là khốn kiếp mà. Cư nhân đường này đúng là gian thương. Đúng là đáng ghét. À phải, Dân Lộc, con là nam nhi đại trượng phu, không nên về chuyện chữa đôi mắt cho nghĩa phụ nhỏ nhặt như vậy gò bó con. Con nên làm chút việc lớn, tiêu diệt đám gian thương, cứu ba tánh thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Con hả? Con được hay sao? Được. Con có nội lực phi thường mà, lại học được Phổ Thiện Chân Kinh, cũng như câu khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ hòa bình, trọng trách cứu giúp thế gian, trông gậy vào con. Ngọc Dương Long! Con coi có bao nhiêu người trông mong vào con không? Bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ hòa bình, trọng trách cứu giúp thế gian, cứ giao cho con đi. Nè, con làm gì vậy? Xin lỗi nha. Anh hùng trong truyền thuyết đã tới lúc phải chào đời rồi. Cứu giúp nguy khốn, làm một lần này thôi. Vân Long ca ca. Đại thúc, lâu rồi không gặp muội muội. Cha giữ muội tới mừng sinh thần. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên. Vui vậy sao? Tối qua có một chuyện lạ lùng lắm. Đúng là chúng tôi nghèo khổ lâu rồi. Đột nhiên có người ném thỏi vàng. Là thỏi vàng ném vô nhà tôi. Thì ra trên đời này thật sự có anh hùng đó. Vậy thì thúc không cần lo, nuôi không nổi ngư muội. Nè ngư muội à, nhớ nha, ráng ăn thiệt nhiều màu chống to lớn nha, biết chưa? Dạ biết. Ngư muội đừng có phiền họ nữa. Chúng ta qua bên kia coi thích ăn cái gì gọi đi ha. Cũng được. Giúp được người có phải vui lắm không? Cuối cùng con cũng cảm nhận được thú vui làm anh hùng rồi. Cảm giác mãn nguyện này á, con thật sự kể chuyện 10 đời cũng không thể làm được luôn đó sư phụ. Vậy thì tiếp tục làm đi hả? Nhưng mà nếu để cho tỷ tỷ biết được chắc chắn sẽ không vui đâu. Còn Thủ Bất Quần nữa, chắc chắn ông ta không cho Tâm Tâm qua lại với con. Đến lúc đó tỷ tỷ và Tâm Tâm đều không vui, con làm sao vui được? Con không thể suy nghĩ như vậy. Con đừng có nói cho ai biết là được rồi. Nè, con không nói, ta không nói, không ai biết con chính là vị anh hùng vô danh đó đâu. Cũng phải ha, con đâu cần nổi tiếng. Con nhất định làm anh hùng vô danh, tiếp tục cướp vào giúp nghèo, cứu giúp nguy khốn. Ngọc Dâm Long, không ngờ còn dám ngồi đây uống trà. Chuyện gì vậy Tuyết cô? Con của tôi Băng Băng biệt vô âm tính, không rõ sống chết. Cậu không tìm phụ tôi sao? Tỷ tỷ của tôi đang đi tìm cổ mà. Mấy ngày qua tôi có chuyện quan trọng phải làm. Chuyện quan trọng là ngồi đây uống trà ăn đậu phộng hả? Con của tôi còn sống hay đã chết cậu cũng bỏ mặc. Cậu đúng là mất nhân tính, đồ phụ tình. Uổng công con tôi hết lòng chung tình với cậu. Sau này lớn lên con phải hết sức cẩn thận nha. Đừng nên tìm kẻ phụ tình giống như là Long thiếu gia gì đó, có biết không? Ngư muội, ê Tuyết cô à, cô đừng có khóc nữa mà. Thôi, được rồi. Tóm lại tôi không ăn không ngủ, tôi cũng tìm con của cô trở về đây được chứ? Tơ lụa, tiệm trang sức, mỹ nhan diện, những nơi cổ thường tới cũng không thấy cổ nữa, đành phải tới những nơi hẻo lánh tìm thử coi. Ủa, sao qua bị người ta hái hết vậy? Lại còn giống như bị phủ sương vậy đó. Chà, sao trời lạnh dữ vậy? Có chuyện gì vậy ta? Ý, Băng Băng, muội đây thật sao? Cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Vân Long, sao huynh biết tới đây tìm vậy? Lần trước muội hẹn huynh tới đây hái hoa, có nói với huynh mà. Cho dù có chết cũng phải đẹp nhất mà. Hy vọng nhất là tổ chức bách hoa tán ở trong rừng, muốn là một người chết thơm nhất, đẹp nhất. Huynh không tìm được muội ở chỗ của người sống, cho nên mới vô rừng qua tìm muội nè. Thấy hoa bị người ta hái hết, huynh cũng biết kẻ không có đạo đức đó chắc chắn là muội rồi. Sao hả? Sao lại tổ chức bách hoa tán vậy? Muội chết rồi hả? Bây giờ muội không khác gì đã chết vậy. Bởi vì
Mùi đã biến thành quái vật rồi. Quái vật gì chứ? Cũng trắng trẻo mịn màng, đẹp như đạo lý vậy thôi. Đừng mà. Ê, ý, ý. Điểm mạch thành kim là thần kỹ trong truyền thuyết. Không ngờ hôm nay Quynh lại may mắn nhìn thấy điểm mạch thành băng này. Băng băng à, Mùi luyện được kỹ năng này từ khi nào vậy? Đó là kỹ năng mà. Theo Mùi thấy, đây là trừng phạt. Hôm đó Mùi nghe Quynh nói với Thù Tại Tâm, bằng cả ngày Mùi cũng mệt rồi. Quynh còn cõng cổ đi nữa. Còn nó sẽ cõng cổ suốt đời. Mùi thật sự nhìn thấy đến nổ cả mắt. Ê, nói trọng điểm đi. Chính vì nhìn thấy đến nổ mắt, Mùi vừa sơ ý liền bị một con nhện nhện màu trắng lạ lắm cắn Mùi một cái. Sau đó trong người Mùi có luồng khí lạnh chạy từ đầu xuống chân. Cái đó Mùi chỉ cái gì cũng thành băng hết. Nhưng Mùi lại không cảm thấy lạnh. À, chắc chắn là con nhện lạ đó chuyển dị năng cho Mùi, là Mùi có nội công thượng thừa. Vậy thì có thể so tài với Phổ Thiện Chân Kinh và Phi Phụng Thủ của mẹ Mùi rồi. Nè, chúc mừng Mùi nha. Mùi thật không thèm nội công gì đó đâu. Mùi chỉ là một nữ nhi thôi. Mùi chỉ muốn tìm một lang quân như ý, lấy người đó một cách hạnh phúc để hưởng phước. Nhưng bây giờ Mùi chỉ cái gì cũng thành băng. Mùi nhất định không lấy ai rồi. Ai cũng sợ Mùi rồi. Nè, bây giờ một là Mùi lẩn tránh, hai là Mùi đập đầu vào tường chết cho rồi. Ê, Quynh cũng là người vậy, Quynh sợ Mùi hồi nào chứ. Lẩn tránh cái gì hả? Chết thì càng vô bổ. Tóm lại có Quynh ở đây rồi, Quynh nhất định giải quyết giùm cho Mùi mà. Quynh làm gì tốt với Mùi như vậy? Chẳng phải Quynh yêu Thù Tại Tâm sao? Chuyện nào ra chuyện đó, bạn bè gặp nạn Quynh có thể bỏ mặt thì sao? Bây giờ điều cần phải làm là tìm cách giải quyết kỳ công này giùm cho Mùi, giúp Mùi mau chóng có cuộc sống bình thường. Quynh làm sao giúp chứ, không lẽ phế bỏ sao? Ê, không biết uống quá công hoàng có được không? Mùi điên rồi hay sao? Kỳ ngộ này bao nhiêu người muốn mà cũng không được đó, tự nhiên đem phế bỏ. Bây giờ nghĩ coi làm sao vận dụng công lực này sẽ càng tốt hơn. Quynh nói thì dễ thôi, bây giờ Mùi chỉ cái gì cũng thành băng hết. Yên tâm đi, Quynh nhất định giải quyết giùm Mùi mà. Đã nói đừng tới gần Mùi rồi. Chỉ yêu相信爱是无尽，只要相信继续追梦，携着手追逐清风，埋名后一起中路有多好，行来抬望那晚空。云云派别里，谁人的武功最高？擂台胜负里，尚有另一些去路。尽力凝聚那西岛。